Ê, sao vậy? Ê, thấy chưa, tao nói mà không chịu vô nghỉ đi, có sao không? Ở này em không biết đâu chị ơi. Đi đi, giúp giùm chị đi, hai đứa gái trên đây không có ai á em. Sự việc do camera an ninh ngoài đường ghi lại. Được không dạ, tao thấy mày mệt mệt vậy? Nói gì đâu, chụp nắng nó đẹp. Chụp tốt rồi, cũng là đẹp. Hai cô gái chụp hình giữa trưa nắng gắt. Hay là vô nghỉ chút đi. Thôi không sao, không sao, không sao. Mấy tấm ở đây thì vô. Nắng đang đẹp mà. Được người chị nhắc nhở nên vào nghỉ nhưng cô em bỏ ngoài tai. Ê, sao vậy? Đang chụp thì cô em bất ngờ ngất xỉu. Thấy chưa, tao nói mà không chịu vô nghỉ đi. Có sao không? Có sao không? Em chơi, em chơi. Em chơi, em chơi, nó nghe nè. Em coi giùm nhỏ em chị đi, nó xỉu rồi. Ở này em không biết đâu chị ơi. Đi đi, giúp giùm chị đi, hai đứa gái trên đây không có ai á em. Thôi, thôi này em đang bận lắm. Ê, chị nhờ người ta đi. Thanh niên từ chối giúp đỡ hai cô gái rồi bỏ đi. Chị không ẵm nó xuống được. Người chị đang chưa biết phải làm sao thì có một người khác đi ngang qua. Có sao không? Ơi! Anh! Cái gì vậy chị? Anh coi giùm nhỏ em chị, nó xỉu rồi. Rồi, nãy giờ phơi nắng dữ quá đúng không? Hồi nãy giờ đứng chụp hình nó nói đứng vậy, chụp hình Tết rồi nắng đẹp mà chị nói nó rồi mà nó không chịu nghe. Giờ em có cách nào em giúp cho nó tỉnh giùm chị cái đi. Cái này là phơi nắng dữ quá nè, không may uống miếng nước đi. Em có nước nè. Thanh niên này tiến lại và giúp đỡ. Uống đỡ miếng nước đi. Người chị vẫn tỏ ra khá lo lắng chưa biết phải làm sao. Giờ sao? Giờ em cũng biết sao nữa. Hay là bây giờ mình kiếm chỗ mát mình đỡ con bé qua bên đó ngồi đi chị. Em mấy nó giùm chị. Cầm giúp đi em đỡ con bé cho. Được không? Dạ được. Cả hai cùng di chuyển cô em vào trong mát. Mình có mệt đó, người mình yếu thì mình đừng có đứng ở ngoài nắng mình chụp hình nhiều quá. Lần sau người ta mệt, người ta vô người ta nghỉ xíu đi, rồi khỏe rồi ra chụp tiếp. Chứ mà chưa cố gắng chụp vậy là có ngày đột quỵ đó. Tao nói mày rồi, mày không chịu nghe. Nãy tao thấy mày muốn xỉu rồi, tao kêu mày đi vô đi, mày không chịu. Một hai mày rồi chụp. Giờ đỡ chưa? Cuối cùng thì cô gái cũng tỉnh lại. Cảm ơn anh đi, anh giúp giùm đó. Cảm ơn em nha em trai. Dạ, không có gì đâu chị. Hồi nãy có cái em trai kia mà em trai kia sợ phiền phức không biết sao nữa. Không mà em không lên, cái là chị không biết sao khiêng nó vô luôn á. Xã hội giờ vậy chị ơi. Có chuyện là không có ai mà muốn liên lụy mình đâu. Nhiều khi người ta sợ liên lụy mình đó. Gì được rồi, thôi em đi. Cảm ơn nhiều nha em trai. Chị giữ luôn đi rồi có gì thích cho bé. Dạ. Lần sau nắng quá người ta vô người ta nghỉ đi. Thấy chưa? Đừng có cố gắng chụp quá. Cảm ơn nhiều nha em. Thôi em đi nha chị. Rồi, cảm ơn em. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật, khuyên chúng ta nên biết trân trọng sức khỏe bản thân và luôn giúp đỡ người khác khi có thể.